Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Ninja 300 độ đầu như H2R cực độc. Ninja 300 độ đầu H2R với bộ kích bao gồm hai cánh gió và một hộc lấy gió ở bên dưới đầu xe, khiến đầu xe Ninja 300 trở nên hầm hố và ấn tượng hơn nhiều. Bộ kích ấn tượng này đơn giản và có thể gắn trực tiếp vào đầu xe Ninja 300 mà không cần phải chế cháo hoặc đục khoét gì ở dàn áo zin. Đây là bộ kích hoàn toàn mới xuất hiện trên thị trường, đang gây sốt cho các fan đam mê độ xe, nhất là mẫu Ninja 300 của Kawasaki. Cùng với chúng tôi ngắm chi tiết Ninja 300 độ với bộ kit H2R. Một mẫu Ninja 300 bản kỷ niệm gắn full bộ kit H2R với hai cánh gió chế cho cặp kính chiếu hậu và bộ ốp như hốc gió lấy ở bên dưới đầu xe. Đầu xe nhìn rất hầm hố và cứng cáp hơn nhiều. Tuy nhiên, theo chúng tôi nhận xét thì nếu mẫu xe sơn màu tối, không phải là màu trắng thì sẽ nhìn cứng cáp hơn. Nhìn tổng thể rất hài hòa với dáng Ninja 300, hoặc chỉ gắn bộ hốc gió ở phía dưới thôi khiến xe trở nên tinh tế hơn nhiều. Bộ kích nhìn cực đẹp khi xe được sơn tông màu đen, tông triệt tông với màu xe. Lắp bộ ốp nhựa ở bên dưới đầu xe và lên kính chắn gió cũng rất là lựa chọn hợp lý. Hiện bộ kit H2R cho Ninja 300 được bán mức giá khoảng 3 triệu đồng. Cảm ơn vì theo dõi clip này, hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.